Shop Xí Điệu Cần Thơ, trang hàng đẹp giá rẻ. Em chào tất cả các chị. Hôm nay em giới thiệu với các chị mẫu này là mẫu ống rộng bông, hàng thiêu trực tiếp nha các chị đẹp. Và em ơi, cái này em có thiêu thân trước với lại là em thiêu cổ cho các chị nha. Rất là đẹp luôn nè các chị. Và cái tay là em may sẽ là tay dúng cho các chị nha, tay dúng chính giữa. Mẫu này là quần ống rộng nha các chị đẹp nhà em. Hàng là em sẽ like trực tiếp trên livestream vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối. Các chị đẹp nhà em đón xem để mình cập nhật mẫu và mình chốt trực tiếp trên live luôn cho nó dễ nha các chị đẹp. Chất này là chất thun Hàn Quốc, co giãn 4 chiều, chất vải dày dặn giúp em nha, rất là đẹp luôn. Rồi em quay họa tiết cho các chị coi nha. Họa tiết đợt này là về rất là đẹp nha các chị đẹp nhà em. Đây. Đẹp quá đẹp luôn. Ôi cái này. Đó. Nhớ đón xem like để cập nhật mẫu nha. Em sẽ mặc lên từng bộ cho các chị xem ở trên like để các chị dễ chọn. Nhiều khi các chị nhìn hoa, các chị chưa có hình dung được bộ đồ mình lên nó sẽ đẹp hay là nó như thế nào á, em mặc các chị sẽ dễ chọn hơn ở trên like. Trang cùng livestream của em là trang hàng đẹp giá rẻ nha các chị. Rồi.